Xin chào mừng bạn đến với video hướng dẫn nội quy và cách thức học online hiệu quả của Nice Life. Trước khi bắt đầu xem các video bài giảng, chúng ta hãy đảm bảo đã bật độ phân giải cao nhất là 1080 để đảm bảo chất lượng video được sắc nét nhất. Video bài giảng trong khóa học online của Nice Life sẽ được chia ra thành hai phần: kiến thức và thực hành. Với video có tiêu đề là kiến thức, bạn chỉ cần theo dõi phân tích của giảng viên và không cần làm theo thao tác trong video. Với video có tiêu đề là thực hành, bạn sẽ làm đúng theo các bước thao tác của giảng viên trên file thực hành được cung cấp trong từng học phần. Với những bạn dùng MacBook, những thao tác khác với Windows thì Nice Life sẽ có video riêng ở ngay bên dưới để hướng dẫn chúng ta có thể thao tác tương ứng ở trên MacBook. Khi bạn đăng ký khóa học combo và có nhu cầu nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa học online của Nice Life, bạn sẽ chụp ảnh màn hình trạng thái đã hoàn thành khóa học gửi tới email nicelife.chứngchỉ@gmail.com với tiêu đề, họ và tên, gạch ngang, số điện thoại, gạch ngang, email để Nice Life cấp chứng chỉ online bản mềm cho bạn. Thời hạn cấp chứng chỉ sẽ là tối đa 30 ngày từ khi bạn gửi email để Nice Life có đủ thời gian xác minh và cấp chứng chỉ. Khi tham gia khóa học online, bạn có thể tương tác, đặt câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ với giảng viên và đội ngũ của Nice Life qua 3 hình thức: nhắn tin trực tiếp qua biểu tượng Messenger ở trên website, gửi email tới hòm thư nicelife.online@gmail.com, nhắn tin qua Zalo theo tài khoản hoặc quét mã QR dưới đây. Cảm ơn bạn đã tin tưởng khóa học online của Nice Life. Chúc bạn sẽ có thành quả thật tốt sau khi kết thúc khóa học.